ghép đúng không ạ? Không, các bạn Nó ấy là mà. tự nhiên vậy đúng không? Ra 100% tự nhiên. Thế mình cắt kiểu gì để cho nó lên được anh? Không, mua không? Đã bảo rồi chú có điện thoại cái thông minh làm gì? Ý em mới hỏi bây giờ gọi điện nhá, ví dụ nó cộc lên đúng không? Chú gọi nó xuống. Em nói nó dài ra này chú thu lại. Bây giờ còn đúng lên tầm tháng 7 là chú phải điện cho anh này, có cái đơn trắng này. Còn những tháng kia thì thôi chú cứ bắt vào quả tự nhiên. Không thì anh thử chỉ cho em thử em xem nào. Sợ về bên cạnh là không có tưới thêm không phải nói ấy đúng không? Các bác. Nói nó mất thời gian, nói kiểu nói cũng anh nói không ấy. Em còn chỉ gọi là toàn bảo anh em làm luôn. Tự nhiên bắt được cái kế này. Là mua rồi thì bây giờ hỏi xem như thế nào ý. Lúc nào anh có vấn đề anh cứ gọi cho nó là nói. Chứ bây giờ nói là không nhớ đâu mà. Bây giờ phải mang quyển vở nói ghi em, lại. Anh em không tin một kẹo nào nhưng mà khẳng định luôn nha. Hoa quả ra tự nhiên 100%. Chẳng qua mình ép làm sao để vào đúng như Tết. Vật tự nó ra. Đúng thời điểm đấy đúng rồi. Quan trọng là như kiểu hệ là phong độ nó rơi đúng thời điểm đấy. Năm nó ép được 6 lần đấy. Chứ còn để mà hoa tự nhiên nha, thì hoa lúc nào tự nhiên. Mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10. Quan trọng là rơi thời điểm nào cho nó gọi là đạt chuẩn luôn. Đấy, cách bọc quả đấy. Ở đây sau về nhà kiếm một cái đôn cao giống gì. Đôn thì đơn giản. Ờ cứ chuyển cây là chuyển chuyển cây đi. bán cây đang bán cây thì về thế này thì chết. Em thì không làm gì được rồi. Không thấy cái hai bác có gọi là có chút nào gọi là tình cảm gì cả. Bán này bảo là thôi anh ngồi đấy khoanh cho em kế biết đâu mà chuyển. Nếu mày bọc rồi để sáng mai mày chuyển như làm thế nào? Thế em bán cái đứng dậy quách hết chứ nào. Có lỗi lầm gì thì cũng phải nói ra để em biết em sửa. Lỗi của ông nó bán cây nhiều quá như làm sao. À, quanh dâu thì người ta ghét, nghèo người ta khinh. Bán cây nhiều quá này bị mắc quân này nó bảo đi với ông quay tao cao quân cũng toàn bán này mày phế điểu ấy đấy, lại cao thân bán phế điểu đợt nọ thì cao thân bảo lại chim ông nói phế chua chứ ông lại cao thân lại còn bán khế chua lừa mình toàn khế chua bảo đánh dấu vào bây giờ chả biết khế nào và khế nào rồi đây này nó hết đầu lá lá nhỏ nó bảo lá nhỏ 5 triệu của năm kia. Hàng 5 triệu của năm kia. Năm nay bán 7 triệu đéo nữa. Vẫn được 5 triệu. Không được là tiền. Tính là tiền thì mua vàng thế khác đéo rồi. Nỗ. Nỗ. Một năm năm nay dịch thế là ấy rồi. Tính ra giá mọc thì đắt gấp 10 lần rồi đấy. Mọc đến đây. Là cua. Thế bây giờ quy mô bất động sản vàng là mua. Ghế ra em đứng em bọc trong em mạnh. Không thuốc sâu đâu, anh em tin để vặt cho quả chín này ăn này. Thôi thế làm cảnh vặt làm gì rồi sảy. Vặt thì chỉ lấy một cây mà vặt thôi, và vặt cây nào cũng vặt. Không phải cây của bác đâu, em không có thu sâu đâu. Ngọt, cây này mới là cây ngọt này, hai cây này cực ngọt luôn. Đây là bọc quả cho nó đi nó đỡ rụng. Đấy, để cho mọi người yên tâm, năm sau rồi còn sản xuất được 1.000 cây. À, chả giúp gì được bạn thì thôi cái lúc đóng hàng thì quay lên cho mọi người biết. Tớ tải video tớ đăng lên YouTube, đăng lên Facebook nhưng mà mỗi tội khi tải về nó mờ. Đấy bọc quả như này để cho nó đi đường nó đỡ rụng. Bây giờ nếu khôn ra này, đúng là nếu khôn ra, ví dụ như có mảnh đất như của anh kìa, thích bán này.
cho mẹ cái biển rồi đấy. Bán thì lại mang tiếng là gọi là vỡ lợ mới bán đất. Ờ thì kể cả mang tiếng chính như thế mới là cáo giả. Bán là cứ bảo giấu bảo đừng cho ai biết thôi, thì đẹp giá được chết luôn. Cái đầu đấy mình có biết đâu, Cương đâu, Cương chủ tịch nó mua thấy cũng gọi là như chàng buộc rất cẩn thận nhá.